xin chào các anh chị em à, hôm nay chúng ta đã bước qua ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ à, ngày 1 tây tháng 5 thì à, à, tranh thủ lúc à, thời gian à, còn à, thảnh thơi có nghĩa là một xíu nữa là phải chờ lãnh đạo đi à, vòng vòng à, tranh thủ cái thời gian à, lãnh đạo đang chuẩn bị thì à, mình sẽ lên trên à, nhóm à, sẽ trả lời một số giải đáp một số thắc mắc hỗ trợ anh em trong việc luyện tập thì có những à, những câu hỏi mà thì tùng um, trả lời bằng uh, chữ được <laughs> có những cái không trả lời bằng chữ được rồi bây giờ thì tùng sẽ đọc những câu hỏi nha rồi uh, thì tùng sẽ giải đáp uh, trong cái sự mà hiểu biết của quý tùng à, cho anh em có những cái không hiểu được không biết được cảm ơn sự chia sẻ rồi ok cái này uh, Thế tôi mở lại cái lọc lại cái chỗ câu hỏi. À, trạng thái phản hồi. À, giờ tôi chưa phản hồi đi. Rồi. À, này chưa phản hồi rồi. Cảm ơn anh Phương Nguyễn. <laughs> Cảm ơn anh. Chị chạy ừ. Rồi, anh em mà cần... Càng cái suýt nhạc á, thì anh em báo với tùng nha. À, đó, có anh Samsung hỏi nè. Có tổng cộng có bao nhiêu cái chat vậy em? <laughs> có bao nhiêu cái chat đúng không? Rồi, giờ mở lên lên nha. Mở lên sao ta? Đây. Xin chào các anh chị học đàn guitar. Ở các bài giảng trước thì lớp nhạc đã hướng dẫn cho các anh chị. Rồi, có bao nhiêu cái chat để chúng ta quay 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 tới vàng, nha. Thì hôm nay lớp nhạc son thì... Rồi, chúng ta... Ừ. cái này thì tùng không có bật quảng cáo đó nha anh em mà do là cái bài này á là bị vướng bản quyền của người khác à, đăng bài lên youtube youtube là bị bản quyền à tôi tắt hết thì những cái tính năng kiếm tiền không để nó để nó nó phiền anh em coi cái thi quảng cáo quảng cáo bực bội rồi à, để tùng coi cái bao nhiêu cái chat nha đây là trong này nhớ là có ghi mà à, đây là mô điểm số 1 nè Và mô điểm số 2 là sẽ có trách trách thôi. Đây. 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 Nãy. Đó. Anh Samsung hỏi Tùng là có bao nhiêu cái trách. <laughs> Đây nè. Đếm nè. Bùm nè. Trách. Trách. Trách là ba cái nha. Trách. 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 ba cái nữa là 6. Trách. Trách. Là 8 cái. 8 cái trách. Nè. 1. Trách. Trách. 2 ba chết chết một là chúng ta có tám chết khi chúng ta đang đang gì nè <laughs> rồi mở lớn lên nè nhớ nhìn kỹ nha một nè chết chết hai chất chết ba chết chết có nghĩa là chỉ có cái một là được dễ bác thôi toàn bao nhiêu cái còn lại là chết hết rồi mở lớn lên nhìn này nha Để nè một chết chết hai chết chết ba chết chết một cái cuối cùng nó có hai cái cách thôi rồi sao đó qua phát một lại. một chất chất 2 chất chất 3 chất chất một chất chất 2 chất chất 3 chất chất một là tóm lại là nó có một cái bộm và mấy cái chất đếm lại nó giờ 3 6 8 cái chất nha đây là nhịp à, 34 thì tổng cộng là mình chia ra làm 9 cái lần 9 lần chúng ta đàn trong đó có một lần là dây bát rồi còn 8 lần còn lại là chắc rồi ok chưa nếu mà chưa rõ thì, thì à, hỏi Tùng lại nha rồi đã trả lời qua video nha đã trả lời bằng video rồi xin chưa Um, cháu ơi cho cô hỏi à, Giọng hát Cô Của cô cũng tốt Là cao và khỏe Vì cô hát Bài lời của gió là ok Nên tiện đây Cho cô hỏi Nếu điểm hát Thì cặp vào ngăn đàn Nào là hợp lý <laughs> Câu này khó nha À, đại khái là ý là cô nói là giọng hát của cô khỏe rồi đúng không à, hát rất những bài cao bài lời của gió hát được luôn rồi thì khi mà đàn hát thì kẹp à, thì cặp vào ngăn đàn nào có nghĩa là đại khái là ý là tùng hiểu là là muốn lấy cái capo này kẹp vô ngăn đàn nào đúng không à, là hợp lý rồi cái này á thì à, xin trả lời với cô à, theo cái cái hiểu của cái câu hỏi của cô ha thì à, thì tùng nghĩ là À, cái này á, nếu mà muốn mà biết bài nào hát ở tông nào thì cô phải nắm rõ về nhạc lý cơ, tại vì mỗi bài hát á, thì nó có người ta sáng tác, á, nhạc sĩ sáng tác thì nó có một cái giai điệu riêng trong đó có cái âm vực riêng à, và cái âm vực đó nó thể là phù hợp với ngày này mà không hợp vừa kia. À, vấn đề là cô phải biết là cái âm vực cái giọng hát của cô á, là nó đang ở mức độ nào. Thì tôi ví dụ nha, tôi, tôi ví dụ à, nếu mà cô hát những cái nốt mà cao nhất của cô ví dụ như luyện thanh trong bài này thường có hướng dẫn nè luyện thanh nè là bị pha cho la si do re mi pha so la hát mi gì đó ví dụ như cô hát tới nốt si này nữ thì thường tới nốt si si hát tới nốt si này à, và cô chọn những cái bài hát mà nó cao hơn cái bài đó cô nhìn cái nốt nhạc đó, nó cao hơn cái nốt si này thì cô phải hạ tông xuống để cho nó phù hợp với ngưỡng giọng của cô có nghĩa là dưới, ngưỡng giọng của cô nó cao ra tới nốt si mà giờ nếu mình hát tới nốt đố trên này nè cái bài hát tới nó đố, đố vậy thì nó cao quá mình phải hạ tông xuống thấp xuống để cho nó phù hợp với giọng của mình còn nó không phải là cố định là mình mình là phải là giọng la thứ mình phải là giọng mi thứ mình là sẽ giọng là son thứ không phải nó phụ thuộc vào cái bài hát nha một hát sau đó mình sẽ điều chỉnh nó phù hợp với giọng của mình giọng của mình là mình chỉ cần biết là cái nốt cao nhất của mình hát là nốt gì cái ngưỡng an toàn thì tôi ví dụ nha tôi ví dụ như là để cho dễ hiểu đi ví dụ như ngày xưa chúng ta tập nhảy xa đúng không nhảy xa nhảy xa thì à, cô tưởng tượng là cái 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 nhảy xa của cô á cô nhảy xa tối đa là một mét rưỡi tôi ví dụ nha nhảy xa là được một mét rưỡi thì bây giờ khi mình đi chơi mình nhảy qua cái mương nước thì mình coi cái mương nước đó nó có à, đủ một mét rưỡi không hay là nó hơn một mét rưỡi nếu mà nó hơn một mét rưỡi thì mình nhảy không tới bảo đảm mình nhảy lọt xuống dưới nước liền à, còn nếu mà mình thấy cái cái đường mương nước đó nó khoảng mét hai thôi mà cái bình thường mình nhảy xa được mét rưỡi lắm mà cái mương nước nó chịu ngang nó có mét hai mình tự tin mình bay qua được liền đó đúng không nhảy qua được liền à, thì cái giọng hát của mình cũng vậy luôn còn nếu như mà ví dụ như là cái sức nhảy của cô là lúc có mét rưỡi thôi nhưng mà cái mương nước đó cũng một mét rưỡi luôn À, lúc này là hên xui à, khi mình khỏe khỏe thì mình nhảy được nhưng mà ngay cái chỗ đó nhiều khi là mình không khỏe hoặc là chỗ đó có chướng ngại vặt hay là cái gì đó chẳng hạn mình nhảy không được nhiều khi là lúc đó mình nhảy không qua được mét rưỡi còn có mét tư mình rất cái chủng xuống dưới nước thì cái giọng hát mình cũng vậy thì đừng ví dụ vậy cho nó nó đơn giản dễ hiểu ha còn à, để mà chị, à, cô muốn hiểu cái này rõ hơn á thì cô học cái bài nhạc lý của Uy thùng đi à, trên YouTube có cái bài Nhạc lý là 28 ngày thì cô học từng bài một luôn là có hiểu được nốt nhạc thì khi mà có hiểu được nốt nhạc á thì khi thì tùng hướng dẫn nè hoặc là có đi tự học trên tài liệu cũng rất là dễ hiểu nha để tùng mở bài để cho uhm. 28 ngày chinh phục nốt nhạc <laughs> đây rồi cô học cho thầy tùng từ bài số 1 nha từ bài số 1 rồi đây, tôi để cái phần bình luận nha. Rồi. Học từ xong bài số 1 học hết luôn thì tự nhiên là cô sẽ hiểu thôi. Mà cái này nó không có khó. Nó dễ ẹc à. Cái này là thiết kế cho những người lớn tuổi học vừa mới bắt đầu học cho nên là chúng ta đừng có lo. Cô học hết à, 28 bài này để hỗ cho cô không, à ghi ghi lại đi, à này giúp cô học tốt, rồi thì khi mà học được nhạc lý này rồi á là không phải là riêng đàn guitar đâu, cô sẽ có một cái kiến thức và cô thể học được nhiều môn khác rất dễ lắm nó giống nhau hết trơn à. nhạc lý là nó giống nhau nó chỉ khác ở chỗ là cái tiếp xúc thôi piano thì chúng ta gõ xuống con 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 đợt. còn guitar thì chúng ta phải bấm vào chúng ta đẩy dây à, violon thì chúng ta phải kéo nó nó giống nhau hết trơn à nó chỉ khác cái chỗ là là cái điểm tiếp xúc của mình thôi còn nhạc lý là giống y e bon rồi à, thầy tùng mở lại đây có một số là thầy tùng em góp ý thầy cần có lời và hợp âm từ đoạn nhạc một ạ à. ok thì cái bài này nè anh Henry Henry ngày xưa thì tùng làm á là do cái máy tính thì tùng yếu quá tùng không có ghép cái lời vô được ghép cái lời chưa được cho nên là, là lúc về tùng làm á, thì tùng hướng dẫn á tùng có nói là anh em cần cái sheet nhạc á, vào có nhóm Vào có nhóm zalo thì tùng gửi cái sheet nhạc cho anh em anh em in anh em tập à, anh em in ra rồi anh em nhìn vào nhìn video này tập rất là dễ ha chắc do anh em chưa có có để ý rồi bây giờ thì anh sẽ vào cái, cái file này nha cái file mà cái nhóm chứ nhóm cho luôn nè để chút thì tùng sửa thành cái nhóm sửa tên lại cho nó dễ rồi đây anh em anh em vô nhóm này nha nhớ đây có cái nhóm ừ. rồi đây à, yêu cầu xích nhạc tại nhóm Zalo. Rồi. Đây nhóm mà hãy tụng nhớ là trong phần mô tả có mà ta. Rồi coi lại coi. Trong phần mô tả có không nha. Đây anh chị tải xếp nhạc nhóm Zalo nè, bấm vô phát ra vô nhóm Zalo luôn. Đó thấy chưa? rồi thì tổng sửa cái nhóm này thành nhóm à, nhóm gì ta tên gì hấp dẫn đây buổi trước là ghi dâu lưu nhưng mà dạng này bận quá không có giao lưu được à, đổi tên thành nhóm ghi ta cho người mới bắt đầu nha ghi ta cho người mới bắt đầu rồi ok rồi à bây giờ đây anh uh, Henry official đó nhờ anh Henry là Tùng đổi luôn tên tên nhóm luôn thì nhóm guitar này á là thì Tùng để dành chia sẻ những cái bài giảng mà mới à cho anh em và hoặc là những cái sheet nhạc thì Tùng gửi cho anh em À, đây là miễn phí hoàn toàn nha, à, cho nên là à, anh em đừng có ngại, thì tùng đánh đánh là tùng gửi bài cho anh em tập thôi. thì ngày xưa thì tùng đi đi học á, mỗi lần mà đi xin bài xin đồ nó khó lắm, à, xin người ta không có cho, với lại là tài liệu cũng ít, nó rồi bây giờ mình thấy vậy cho nên là à, cái gì mình có thì mình chỉ chia sẻ cho những anh em mới, à, chia sẻ thôi những cái thứ mà ngày xưa mà mình không được đó, thì bây giờ mình không muốn anh em nó khó khăn giống như mình, mình chia sẻ thôi rồi à thì đây là nhóm người ta dành cho anh, anh em mà mới bắt đầu học thôi còn những anh em đã biết rồi á thì có vào trong nhóm mà giao lưu với mọi người á thì cũng sẽ xin cùng mong muốn là anh em hỗ trợ mọi người hỗ trợ mọi người những anh em mới hơn mình à, để cho anh em cùng học tập với nhau chứ đừng có uh, đá xéo rồi đâm chọt tùm lum la cho nên nó không có vui lắm à ngoài ra chúng ta còn một nhóm nữa nha anh em xong rồi mở cái nhóm Facebook nè à, đây anh em cũng giao lưu trong cái nhóm này luôn nha anh em đây tự học guitar cho người mới bắt đầu nè đó rồi anh em vô đây giao lưu luôn đừng có ngại cái chỗ này là trong chỗ chúng ta giao lưu với nhau dành cho những người mới à, thì Tùng có cảm giác là anh em sợ anh em ngại cho nên là không ai vào hết rồi đây nè thầy này là giao lưu facebook nè thì tùng cũng để phía dưới luôn nè thấy chưa đó anh em nhìn kỹ này tùng cũng để phía dưới nè nhóm giao lưu facebook nè anh em bấm vào đây chúng ta cứ giao lưu với nhau đó tại vì trên zalo á thì để tải tài liệu rất là tốt cái độ phân giải nó không có cao à, nó không bị bể hình nhiều à, nhưng mà nó có nhược điểm là bị trôi nó trôi cái bài của mình tốt lúc ở đâu tìm khó quá cho nên anh em vào nhóm facebook này ha những nhóm này là chúng ta hoạt động công khai vui vẻ mà rồi xin một vài lời à, đối với anh Henry tiếp theo à, rất cảm phục cảm ơn anh cảm ơn thầy nhiều à, tổng cộng có bao nhiêu cái chat rồi nãy thì tụng mới trả lời xong cho em à, em coi phần điệp gì cho em cho chị hỏi điệp khúc chị coi không hiểu lắm chị hỏi chat mấy cái có đánh lại dây ba không? à thì tùng hồi nãy tùng có nói một cái bùm và tám cái chát rồi à, một cái bùm và tám cái chat khi mà chúng ta móc là móc lần 3 giây à, nhớ chưa móc, móc lần 3 giây dưới rồi cháu ơi cho câu hỏi cô rồi ông này cô trả lời rồi à, phần mềm lấy tên gì vậy thầy à, đâu phong mềm gì đâu à, guitar pro đúng rồi guitar pro à, trong nhóm này thì tùng cũng có hướng dẫn cho anh em sử dụng phần mềm guitar pro luôn nha đây tùng mở cho anh em coi <laughs> Mở ra kênh Danh sách phát à, Guitar Pro đúng không Đây Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Guitar Pro nè à, Copy Sao chép Địa chỉ liên kết Rồi Rồi Thùng để đây Có cái phần hướng dẫn nha Hướng dẫn Rồi anh em Có thể là Xem à, Xem phần hướng dẫn này bạn này học được bao lâu mà đang như vậy à, bé này thì bài em có non luôn à, bé này thì học khoảng được uh, chắc cỡ khóa thứ hai bên thì Tùng thu một khóa là hai, th hai tháng thì bạn này khoảng học tháng thứ tư sao tháng ba hai tháng nghĩa là bạn bấm được hợp âm pha trưởng rồi bạn uh, chuyển được hợp âm bạn nghe được nhịp à, nhưng mà mới bắt đầu thôi chập chững thôi à, mấy em này học sinh cấp ba à, vừa học về giải trí mà các bạn dạo này học và văn hóa nhiều lắm cho nên là học đàn cũng không được nhiều lên lớp mới tập thôi thì nó cũng phụ thuộc vào thứ nhất là cái cái năng khiếu rồi thứ hai là cái sự chuyên cần à, cái đam mê của mình á nhiều bạn có năng khiếu nhưng mà không có bố trí thời gian tập luyện được thì hiệu quả nó cũng không cao à, những bạn này thì thường thường á, mỗi ngày dành thời gian khoảng cỡ nửa tiếng để tập đàn à, mấy bạn cũng cũng rất là là thích đàn Rồi Thầy Tùng ơi em năm nay 70 tuổi có học được không? <laughs> 70 tuổi thì cũng không sao Tại vì Tùng dạy có một số à, chú Cũng là 60 mấy 70 cũng nhiều lắm à, Vấn đề là ví dụ như cơ thể chúng ta còn còn hoạt động được Tinh thần chúng ta còn minh mẫn Thì chúng ta cứ học bình thường thôi à, Chỉ có là dù như 70 tuổi lớn Thì ngón tay nó sẽ cứng hơn Nó không có linh hoạt À, giống như là những các bạn trẻ thì mình sẽ chọn những cái bài nào đó mà nó tương đối là nó đơn giản thôi hợp âm nó dễ bấm nó đơn giản để nó phù hợp cho cái nhu cầu của mình là mình đờn hát để giải trí cho mọi người trong cái thi thố gì hết à, mình chuyển soạn lại những cái bài cho nó dễ để mình học được phù hợp với người lớn như mình ừ, được hết anh à, vấn đề là ví dụ như chú chứ chú chú huy là phải đủ đam mê đủ đam mê đến chi để mình sắp xếp thời gian dành cho nó để đủ sức để vượt qua những cái lúc khó khăn ví dụ như là chúng ta bấm hợp âm nó không kêu bấm nốt nó không kêu thì nhờ có sự đam mê đó chúng ta mới kiên trì chúng ta mới kiên trì thì chúng ta mới à, vượt qua nó được chúng ta tập nhiều chúng ta vượt qua thôi ừ. thì cái cốt lõi đây là không phải là bao nhiêu tuổi mà là sự yêu thương của chúng ta đối với môn guitar này ở mức độ nào chúng ta yêu thích nó nhiều thì chúng ta dành thời gian nhiều cho nó thì chúng ta sẽ chinh phục được nó còn chúng ta yêu thích nó ít hơn những cái môn khác thì chúng ta dành thời gian cho nó ít hơn ít hơn thì kết quả mang lại nó nó sẽ ít hơn rồi khá lắm like của vũ <laughs> khai của em dịch có non thầy ơi chiều buồn nghiêng nắng biên vấn qua hợp âm mình đang bước tới là phải đàn chậm lại hả thầy mình nối thêm cái này nữa để đúng tâm âm chứ à chứ đánh bát ba hai ba là tới trước sao mong thầy ra video dạy kỹ hơn đi <laughs> đây Trước cái chỗ chị buồn nghiêng ngắn hợp âm la thứ bác ba hai mình bấm thêm một lần nữa mới chỉ hợp âm với mấy ngày hay là mình thật chậm rãi đàn thì em nhuyễn tay lắm rồi em không hiểu nên đàn hai cái rồi mới qua hợp âm mới hay là một rãi chậm lại cho tới phần tiếp theo à rồi ok anh Tuấn đúng không Nguyễn Châu anh Tuấn rồi mở này lên chiều buông yên nắng nói gì đây Ủa em lộn rồi chiều buông yên nắng đâu rồi bin vẫn bên mông lang thang mình ta. Rồi, thì Tùng hiểu rồi. Ai à, do cái bài này thì à thầy Tùng cũng không có để cái ship nhạc đây đúng không? Thì Tùng à, yêu cầu là anh em tải vào đây để tải cái ship nhạc về. Rồi ok mà do anh em không có có shit nhạc cho nên là anh em rất là khó khăn trong việc luyện. Rồi để Tùng sẽ gửi cái ship nhạc vào trong nhóm nha, rồi anh em tập. À ballad đúng không? Ballad. Để Tùng mở bài ra. Ta ta, ta 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 rồi đợi xíu nha lớp nhạc dân son bạn là bạn là tình nhạc vai ha. tình nhạc vai đây đó anh chị em nhìn kỹ nè chiếu buồn nghiêng nắng đây thì tùy theo mình móc theo cách nào ở trong ví dụ trong bài thì tùng đang móc cách 4 là có nghĩa là à, cái cách để mà 1 và 2 và 3 và Chiều buồn nghiêng nắng Bình văn bên mông lang thang mình ta Tôi nghĩ là cái điệu thì Tùng đang đàn à, Cái mẫu điểm này là nhịp bốn bốn luôn Cho nên là anh chị em thấy là trong một ô nhịp này chỉ là chỉ đàn một lần thôi Mà chúng ta đàn đúng cái ô nhịp này chúng ta tải về Anh chị em thấy không? Nghe trong một ô nhịp này thì Tùng cứ ghi là chỉ có một hộp âm thôi Thấy chưa? Một hộp âm có một lần thôi Nghĩa là mình đàn một lần à, nếu mình đang nhanh quá thì bây giờ mình đang tốc độ nó chậm lại và nghe kỹ cái video của tùng hướng dẫn á rồi tập theo tải cái xích nhạc đi về nha tải về là tập theo rồi thì tùng gửi trong group rồi anh em tải về tập nha rồi đăng cái bài từ nhạc file vô group luôn nha rồi anh em nhớ tải về đó từ nhạc file Rồi tụi viên mình nè. trong nhóm Zalo. Rồi, thì copy cái link nhóm Zalo này nha. Anh em nhớ là là à, lưu lại cái nhóm rồi sau đó rồi chúng ta yêu cầu đúng nhóm nó tiện hơn. Rồi cảm ơn thầy. À, rồi, cảm ơn anh. Bác học bao lâu mà hoạt tích mù vậy anh nhỉ? À, bác Quang là thành viên khóa 1 của hệ Tùng. À, sau đó là Bác Quang à, cũng à, tự luyện. Rồi ngày xưa Bác Quang là có biết trước rồi, biết trước lúc đi bộ đội á. À, bác Quang là là quân đội. À, bác Quang cũng biết chút rồi nhưng mà à, Bác Quang đàn nó chưa có có tốt lắm, tại vì à, họ đã học sơ sơ thôi thì vào trong trong nhóm thì trùng hỗ trợ thêm bây giờ bác quan à, tiến bộ lên cũng rất là nhiều và cái quan trọng là bác quan rất là yêu mến guitar bác quan tập rất là nhiều rồi dạy bài cái trống cơm không trời đất ơi trời đất ơi cái trong cơm không trời đất ơi cái trong cơm không biết bài cái trống cơm ảnh hưởng sao với bạn nhiều dữ vậy rồi à, bảy núi thầy ơi hợp âm c 7 có À, bấm khó quá à có thể là thay thế vào vòng khác không thì trong cái giọng mi thứ nha trong giọng mi thứ nếu mà C7 chúng ta bấm được thì chúng ta có thể là sử dụng hợp âm dây trưởng đi dây à, trưởng dây trưởng và C7 thì nó có nhiều nhiều nói chung nó la nó pha thăng nè chung nè dây chung nè đó thay bằng nốt rê, hợp âm dây trưởng nha nếu mà C7 C7 chúng ta bấm vầy khó quá đó thì chúng ta thay bằng dây trưởng chứ không rồi. Ok. À, thì hôm nay thì tùng đã hỗ trợ được cho một số anh em à, trong vấn đề tập luyện guitar. Thì nếu mà trong quá trình học á, anh em mà có chỗ nào chưa hiểu thì anh em cứ để lại bình luận mỗi video nha. Cứ đặt câu hỏi dưới mỗi video rồi thì Tùng sẽ sắp xếp mà những lúc mà Tùng mà, rảnh á, thì Tùng sẽ làm vậy nè quay video lại hướng dẫn cho anh em cho nó thiện rồi đừng có ngại nha không sao hết thì cái này thì Tùng cũng là những cái giờ rảnh thì tùng mới làm thôi chứ không có ảnh hưởng gì tới công việc của tùng, à, cho nên anh em cứ an tâm, rồi à, khi mà học á, cần thì tùng hỗ trợ gì thì cứ à, nói nha, không sao hết. Khi nào mà tùng không có thì anh em mới đi ra ngoài xin ngày kia. À, và cái tiêu chí của trong giúp chúng ta là, à, thì tùng đang làm nhiều bài hướng dẫn cho anh em mới bắt đầu, cho nên là những cái bài đơn giản rất là nhiều, còn những bài mà cho À, anh em học cao hơn á, thì ít lại, từ vì lúc này đang ưu tiên cho anh em mới, à, còn sau này á, khi mà cái bài mà anh em mới học nó phun tài liệu vô vàng rồi thì có thể tùng sẽ tăng cường ở những cái bài nâng cao hơn để cho anh em tiếp tục phát triển. rồi tùng xin chào các anh em, chúc anh em có kỳ nghỉ lễ rất là vui. rồi xin chào anh em.